Ông trùm Kalerman là ai? Ông Bửu Điền có tên khai sinh là Đỗ Văn Bửu Điền, sinh năm 1969 tại Bến Tre. Bửu Điền là nhà báo, biên tập viên kỳ cựu của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 20 năm. Năm 2008, Bửu Điền rẽ hướng sang kinh doanh giải trí, cùng đồng nghiệp thành lập nên công ty Điền Quân Media Entertainment. Với số vốn ít ỏi, ông mang theo hoài bão làm phim và sáng tạo các nội dung giải trí. Các show truyền hình giải trí nổi bật nhất của Điền Quân có thể kể đến như Thiên Đường Ẩm Thực, Giọng Ải Giọng Ai, Sàn Đấu Ca Tử, Thách Thức Danh Hài. Ông chủ Điền Quân lấy nickname là Kalerman bởi vì phong cách quần áo đầy màu sắc nổi bật, hài hước. Theo ông, chỉ cần mình thích là được. Ông biết rõ rằng đằng sau những bộ trang phục ông mặc cũng có không ít lời dị nghị, gièm pha, chê bai màu sắc không hợp lứa tuổi, nhưng ông vẫn diện vì ông thấy yêu thích màu sắc, thoải mái với nó. Vì vậy nên ông chọn cái biệt danh là Kalerman. Ông muốn đem lại sự vui vẻ cho người gặp ông. Sống không cần phải quá quan tâm ý nghĩ của người khác, sống là chính mình, đó là điều mà Kalerman đem tới cho mọi người xung quanh. Chính là cái hài hước, tươi trẻ, phong cách sống hiện đại, đam mê từ ông.